Chương 24 Khi người ta đem các ngươi đến trước mặt quan án, Đức Thánh Ninh sẽ dạy các ngươi những điều phải nói. Sau khi xem xét kỹ trong tinh thần cầu nguyện, chúng tôi đồng ý đi Huế, đến đô của An Nam. Sau đám cưới, bà Stepin và tôi đã đến thăm thành phố này. Lúc bấy giờ là chiều vua Khải Định, chúng tôi nói với nhau. Thật là tuyệt vời biết bao nếu một ngày nào đó chúng tôi có thể đến thành phố này giao giảng phúc âm cho hoàng gia và các quan trong triều. Tình yêu thương của chúng tôi dành cho công việc ở Nam Kỳ đã làm nu mở khải tượng này rất nhiều. Nhưng bây giờ, nó đã sống lại và chúng tôi cảm thấy hạnh phúc dẫn bước vào công việc phiêu niu mới mẻ này để làm công việc cho Ngài. Đấng chúng tôi hằng yêu thương. Ông bà Jeffrey đã ở Huế một thời gian ngắn trước khi nghỉ phép. Ông bà đã mướn một chỗ làm nhà thờ ở vị trí rất tốt và đã có một người cộng tác ở đó. Ông Irwin tháp tùng chúng tôi đến Huế để tiến hành một cố gắng mới. Vì Chúa đã nhậm lời cầu nguyện cho chúng tôi có thể mướn được một ngôi nhà nhỏ kiểu Pháp. Chủ nhân ngôi nhà, một thương gia giàu có cho sửa chữa ngôi nhà và chẳng bao lâu chúng tôi và năm con dọn đến ở. Trước hết tôi đến thăm quan cùng sứ pháp, đó là nghi thức ngoại giao mà mỗi giáo sĩ phải nắm vững. Ông ấy không có mặt ở nhà cũng như ở văn phòng, nên tôi đến thăm quan phó cùng sứ. Tôi được dẫn vào phòng và ông đòi xem hội chiếu và giấy tờ của tôi. Ông cao có khi xem xét giấy tờ trong khi nghe tôi trình bày rằng tôi đã đến đây cùng với gia đình và chúng tôi sẽ ở tại huế thế sao ông kêu lên tôi rất tiếc nhưng ông không thể ở huế được giấy tờ của ông không hợp lệ ông không được phép ở đây và tiến hành công việc truyền đạo tôi lịch sự trả lời và khẳng định rằng giấy tờ của tôi là hợp lệ và đã được dán tem hợp pháp ở sài gòn nhưng ông ta vẫn nhất quyết cho rằng Giấy tờ không hợp lệ và ông không thể ở đây Tôi đứng lên chào ông Nhưng không đồng ý rời khỏi Huế Rời khỏi văn phòng của ông Tôi đi thẳng đến tòa không sứ pháp Và được quan trưởng phòng tiếp kiến ngay Tôi trình giấy tờ và bày tỏ nỗi lòng của mình Ông mỉm cười nói Chờ một chút Ông nhấc ống nghe và gọi điện cho quan phó công sứ ông nói giấy tờ của ông stepin có gì không hợp lệ tôi đã xem cẩn thận và cho ông biết rằng giấy tờ của ông ấy là hợp lệ ông có nghe không tất cả đều hợp lệ rồi ông đặt mạnh ống nghe xuống được rồi ông stepin ông không phải sợ gì cả ông có thể ở lại huế tôi sẽ thông báo cho cảnh sát biết để họ không làm phiền ông tôi hết sức cảm ơn chúa vì ngài đã ở bên cạnh tôi trong giờ phút khó khăn và nghiêm trọng tôi đã e ngại rằng chúng tôi sẽ gặp rắc rối thật sự đế đô đã đón chào chúng tôi như thế vài năm trước ở đây là vùng đất cấm bây giờ tôi đến thăm quan khâm sứ người cai trị trung kỳ ông đồng ý đến gặp quan nhiếp chính và xin cho tôi giấy phép sống và giao giảng phúc âm ở Huế. Ông khẳng định rằng tôi có thể tự do bắt đầu công việc và ít lâu sau tôi sẽ nhận được giấy tờ cần thiết. Cuối cùng tôi nhận được giấy phép được viết bằng chữ Nho và chữ Pháp cho phép tôi được hành đạo tin lành trong phạm vi thành phố Huế. Đương nhiên, Tôi biết quan nhiếp chính trước đây đã có công bố sắc lệnh cho phép các giáo sĩ tin lành được quyền tự do truyền giảng phúc âm ở khắp Trung Kỳ, nên tôi không có ý định hạn chế hoạt động trong phạm vi thành phố Huế. Mỗi giáo sĩ phải có một giấy phép đặc biệt mỗi khi di chuyển đến bất cứ vùng lãnh thổ nào. Vấn đề bây giờ là bắt đầu công việc. Chúng tôi có một học viên truyền đạo trẻ tuổi là ông Mai. Chúng tôi cũng nhận thấy tín đồ đi nhóm và rất chú ý nghe giảng. Ở tầng triệt là nhà sách Có trưng bày nhiều sách và kinh thánh Nhà thờ ở trên đầu Người dân Huế rất khác người dân Nam Kỳ Hầu hết đều mặc quốc phục Giọng nói cũng rất khác người miền Nam Nhờ học tiếng Việt 5 tháng Với một người nói giọng Huế Nên tôi dễ dàng đổi giọng nói thích ứng Ở Huế Người ta để ý đến người lạ nhiều hơn Những nơi khác mà tôi đã từng sống tôi thường để ý thấy những ánh mắt không được thân thiện của người pháp sống ở đó phải làm một điều gì đó để vượt qua thái độ thù ghét rõ ràng này không phải tất cả người pháp đều theo công giáo và trong số những người tín đồ công giáo cũng có một số người có thái độ lịch sự với chúng tôi tôi quyết định đến câu lạc bộ quần vợt của người pháp để đánh banh họ tiếp đón tôi một cách thân thiện và chẳng bao lâu chúng tôi thực sự là bạn của nhau. Ông Sockley, trưởng ti mật thám Pháp, xem tôi như là nhân viên tình báo làm gián điệp cho ngoại quốc. Khi chúng tôi cố gắng giải thích rằng chúng tôi đến đây để cứu linh hồn, người Pháp nhút vai tỏ vẻ không thể hiểu nổi mục đích của chúng tôi. Vài năm sau, khi được nhiều người ở Huế biết đến, ông Sockley trở thành một trong những người bạn tốt nhất của tôi. Một dịp kia, khi có một người bán sách lưu động bị bắt giam Tôi đến thăm ông Ông điện thoại ra lệnh thả ngay lập tức Hai bé gái của chúng tôi Heritius và Ruth Đã có thể đi học trường Pháp Học nói tiếng Pháp thuần túy Và chúng học rất khá Điều đó giúp chúng tôi rất nhiều Vì sau này khi lớn lên Chúng sẽ trở lại Việt Nam làm giáo sĩ Trong nhiệm kỳ này Chúng tôi có thêm hai con nữa Một con gái là Anne và một con trai là Thomas. Như vậy bây giờ gia đình chúng tôi có 7 con. Chúng tôi không xem gia đình như là chướng ngại, trái lại chúng tôi thấy chúng có sức thu hút lớn lao đối với hầu hết mọi người. Chúng phải đi nhóm thờ phượng với hội thánh Việt Nam và tôi dặn dò để chúng luôn có thái độ lịch sự với bất cứ người bản xứ nào, dù họ là nam hay nữ, đàn ông hay đàn bà. Chúng cũng nhanh chóng biết rằng cha chúng sẽ không tha thứ nếu làm ồn hay quấy rầy trong giờ giảng phúc âm. Điều này cũng giúp cho các tín đồ Việt Nam đưa gia đình đi nhà thờ và cũng giữ thái độ lịch sự như vậy. Chúng tôi nôn nả mở rộng công việc và dần dần Chúa chuẩn bị thêm người cộng tác. Cuối cùng khu vực chúng tôi có 5 chi nhánh. Thừa Thiên, Phong Điền, Điền Xanh, Quảng Trị, Đồng Hới và Bố Trạch. Thực tế cả 6 nơi đều có người cộng tác Chúa đã rộng lượng chuẩn bị sẵn cho tôi một chiếc xe Ford kiểu A.XE được giao ngay khi tôi trở lại địa hạt tại Sài Gòn. Phương tiện này giúp tôi có thể đi đến những miền xa xôi. Ông Arwin đã cho mẹ ông đọc bức thư tôi gửi về nhà trong chuyến viếng thăm của Đức Chúa Trời đến nhà họ. Ông có tinh thần sẵn sàng và mong muốn giúp đỡ công cuộc truyền giáo. Khi đọc xong lá thư, ông ngồi xuống và viết ngân phiếu mua cho tôi một chiếc xe và giúp đầy đủ trang thiết bị trở về địa hạt phương cách đức cứu trời cung ứng cho các tôi tớ của ngài là một phép lạ không bao giờ dứt lúc bấy giờ ở mọi khu vực các giáo sĩ cố gắng hết sức đẩy mạnh công việc đến các miền xa xôi cố gắng xây dựng hội thánh ở bất cứ nơi nào có thể được cách thức những cánh cửa mở ra và nhiều linh hồn trở lại với Chúa luôn là một điều kỳ diệu đối với mọi người. Một khoảnh khắc trọng đại lại đến với chức vụ giáo sĩ của tôi. Tin tức lan truyền cho biết bảo đại vị hoàng đế trẻ tuổi sắp từ Pháp trở về xứ sau khi hoàn tất công việc học hành. Nệ tiếp đón rất lớn, cờ xí và biểu ngữ treo khắp nơi trong thành phố. Quan nhiếp chính, tôn tất hon và quan toàn phiền pháp sẽ có mặt tại tòa không sứ để tiếp đón hoàng đế một nam thanh niên ruột rè khoảng 19 tuổi tôi rất hào hứng nhận được vé mời đến dự lễ đón tại tòa không sứ quân đội pháp và việt nam xếp hàng trước tòa không sứ quan lại trong triều đình cũng có mặt rất đông đương nhiên người pháp nắm quyền tối cao là người bảo hộ trung kỳ người pháp không dám giao toàn quyền điều hành chính quyền cho hoàng đế nữa ba vị hoàng đế chống lại pháp đã bị lưu đày hoàng gia vẫn còn được phép nắm giữ chức vụ danh dự đứng đầu quốc gia bao gồm trung kỳ và bắc kỳ nam kỳ đã nhượng cho pháp làm thuộc địa nghe tiếng súng đại bác chào mừng nổ vang chúng tôi biết đoàn xe đón hoàng đế chẳng còn bao xa nữa thật vậy chỉ trong vài phút nhà vua đã tiến đến trong chiếc xe rất đẹp của pháp do tài xế mặc quân phục màu trắng nái hoàng đế mặc bộ áo lụa màu vàng của hoàng gia trên đầu đội khăn xếp màu vàng tất cả mọi thái độ lịch lãm đều dành cho nhà vua các quan chức cao cấp pháp đọc diễn văn chào mừng cúi đầu bày tỏ lòng cung kính và quý mến một tướng lãnh cầm kiếm sáng chói cưỡi ngựa chạy đến chào hoàng đế thật là một cảnh tượng rất thú vị Tôi thầm nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ xin phép triều kiến hoàng đế. Lúc bấy giờ tôi được ghi vào danh sách thường trú ở Huế nên mỗi khi có ngày lễ hay tổ chức kỷ niệm gì, bà Stephens và tôi thường được mời tham dự với tư cách là khách mời. Và chúng tôi không thể nào quên lần tham dự lễ sinh nhật tổ chức tại một trong những cung điện rộng lớn đó. Hai con gái lớn nhất của chúng tôi đã trưởng thành nên có thể đi cùng quả thật đó là những giờ phút hào hứng đối với chúng tôi nhất là đối với hai con gái chúng tôi được vào trong cung điện nhà vua chúng đã học cách cúi đầu chào một cách lịch sự bởi vì khi đến nơi chúng tôi phải diện kiến hoàng đế bảo đại nhà vua chào chúng tôi một cách thân thiện thật vui được tham dự cùng với các quan khách và thưởng thức món bánh mì với trứng cá muối caviar và các món ăn ngon lành khác của pháp rất xứng đáng dành cho nhà vua. Lễ kỷ niệm có tổ chức khiêu vũ, nhưng chúng tôi không cần phải ở lại lâu. Hai con gái chúng tôi ngạc nhiên nhìn các quý bà người Pháp cùng khiêu vũ điệu Vans với các quan lại Việt Nam. Đó là một cảnh tượng rất đẹp, nhưng chúng tôi không thể ở lại. Sau khi vài thanh niên lịch sự đến mời hai con gái còn nửa tuổi thiếu niên của chúng tôi khiêu vũ, và chúng từ chối chúng tôi nhận thấy tốt nhất là rút lui chúng hết sức bối rối bởi vì đây là lần đầu tiên được các thanh niên bảnh bao người pháp hôn tay chúng tôi rất vui vì đây là cơ hội đến viếng thăm cung điện hoàng đế thật nguy nga và tráng nể hai con gái chúng tôi rất thích thú nhưng không bao giờ muốn trở lại lần nữa đối với chúng tôi đó là nghi thức ngoại giao bởi vì lời mời của hoàng đế là mệnh lệnh chúng tôi phải đến chúc mừng sinh nhật nhà vua